Thưa quý vị, và khi đứng trước tình hình khan hiếm nước rửa tay phòng dịch cho dịch COVID-19 gây ra, thì nhiều trường học đã tự sản xuất nước rửa tay sát khuẩn theo hướng dẫn của WHO và đặc biệt sẽ là đạt tiêu chuẩn và sau đó sẽ phát miễn phí cho các tổ chức, người dân. Cùng với đó thì nhằm bình ổn giá thị trường của dòng sản phẩm này. Khẩu trang cháy hàng, găm hàng, thậm chí là tăng giá 1 gấp 10 và nước rửa tay cũng khan hàng không kém. Cơ quan chức năng đã liên tiếp bắt giữ các cơ sở sản xuất nước rửa tay không đảm bảo chất lượng. Tôi đã đi rất nhiều cửa hiệu rồi nhưng mà thậm chí là đến bây giờ rất là khó để mua. Mọi người xếp hàng rất là đông và sau khi mấy ngày hôm nay cơ quan chức năng vào cuộc ấy, thì nhiều cửa hàng còn đưa biển là ngừng bán. Theo Tổng cục Quản lý Thị trường, hiện nay tình trạng khan hiếm khẩu trang và nước rửa tay khử khuẩn diễn ra tại nhiều nơi. Cơ quan chức năng cũng liên tiếp phát hiện các vụ việc sản xuất, tiêu thụ các mặt hàng này không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tính từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2 năm 2020, lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã kiểm tra giám sát, xử lý 3.594 vụ vi phạm tại các nhà thuốc, cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế. Tuy vậy, cũng có rất nhiều những đơn vị doanh nghiệp đã cùng tham gia vào thị trường này với cam kết phát miễn phí cho các tổ chức, các cá nhân bình ổn thị trường sản phẩm này. Thì chúng tôi sản xuất trong những cái ngày đầu tiên thì khoảng độ 1.000 chai với cái dung tích mỗi một chai khoảng độ 400ml. Chúng tôi cũng đã có cái chủ trương đó là tiếp tục triển khai liên tục cái dung dịch nước sát khuẩn này và đồng thời chúng tôi cũng có một cái chủ trương đó là sẽ gửi tặng cho các trường trung học phổ thông ở trên địa bàn, rồi cho các khu vực dân cư xung quanh và các cái đơn vị mà chúng tôi có những cái hoạt động hợp tác. Thì đấy là kế hoạch và chúng tôi sẽ sản xuất đều đặn thôi. Mặc dù là quy mô ở đây thì cũng là quy mô sản xuất, không phải là sản xuất công nghiệp mà chúng tôi là sản xuất ở trong phòng thí nghiệm, nhưng mà sẽ sản xuất đều đặn cái lượng như vậy. Là sinh viên khoa dược của trường đại học Penica, em Linh cảm thấy tự hào khi được tham gia vào chương trình bởi em đã được ứng dụng những kiến thức mà mình được học trong trường giúp ích cho cộng đồng. Đặc biệt đối với chúng em cảm thấy đây là một dự án vô cùng ý nghĩa cho cộng đồng vì hiện tại như tình hình dịch bệnh đang kéo dài và sản phẩm nước sát khuẩn đang rất khan hiếm thì chúng em cảm thấy rất là vô cùng cảm thấy ý nghĩa. Đặc biệt đối với riêng em là một sinh viên khoa dược thì em cảm thấy là càng tự hào và cảm thấy hữu ích hơn khi có thể áp dụng được những lý thuyết ở trên giảng đường và thực tế. Cùng với đó thì nhà trường đã tạo cho chúng em rất nhiều những trải nghiệm và học tập thêm được rất nhiều các kỹ năng qua dự án này. Hiện nay, việc sản xuất cũng gặp nhiều khó khăn về nguồn nguyên liệu. Tuy nhiên, các đơn vị vẫn đang từng ngày, từng giờ tích cực cùng chung tay trong việc phòng tránh và đẩy lùi dịch bệnh.